À, xin chào anh chị em nha, nãy giới thiệu với anh chị em mình cái lô H158 anh em ha, 158 á. Có hai chiếc nam và hai chiếc mớt em nha, hai chiếc nữ rất là nữ tính của Foli và của Lanui này nha. Ok, anh em mình đi thích mẫu này vui lòng xem kỹ cái mô tả của em nha, liên hệ em số điện thoại 0768620079 này em ha. Chiếc đầu tiên là chiếc mớt em ha, form rất rất là đẹp luôn so với những anh em nào mà thích hơi ngầu tí này nha. Size 39 này mà luôn đúng nó là 43 nha. Cái dây này vừa giống kiểu thường mà nó cũng hơi hơi giống giống xương cá này mà rất là đẹp, nói chung độ mới còn xài tốt anh em nha. À, kim cọc thì dạ quang anh em ha, nó có 24 giờ và Kono rất là quen thuộc của những cái mẫu mà anh em mình hay gặp ha, mấy cái bộ máy Miyota dạ quang đẹp anh em nha. Anh em mình xài Kono Ráp bấm giờ thể thao anh em ha, thì mình bấm lúc này nha, lúc này nút start stop anh em nha, lúc này nút reset anh em ha, reset lại cái điểm bắt đầu. Đẹp lắm, ngầu. Chắc là dây vỏ thép đúc hết rồi nè nha. Chiếc này đi tay cỡ 10 hơn 17 năm, có thể 18 là cũng vừa vừa mà hơi kích nhẹ thôi, còn hơn 17 năm anh em mà tay 17 năm đều ok luôn nha. Đẹp lắm. 700 ngàn thôi nha. Sở hữu được một chiếc mớt này mà hàng thương hiệu ha, chắc lừ luôn, đúc dày nặng đồ mới còn tốt quá. Chiếc số 2 anh em nha, chiếc số 2 này thì chiếc mớt này nó rất là độc, lạ và xịn anh em ha. Thì bản này là bản phối giữa stainless steel với lại ceramic anh em nha. Cái chỗ nào màu trắng nó sẽ là đá ceramic anh em ha. Chỗ nào màu thép thì nó là sẽ là thép đúc anh em nha. Đấy, có dập logo đầy luôn anh em ha. À, chiếc này bộ máy giống như chiếc số 1. Kono Wrap và 24 giờ anh em nha. Chữ Kono Wrap nó ghi màu đỏ anh em ha. Reset lại, mình có thể mình set một cái điểm reset mới cho nó ở giữa 12 giờ cho nó tiền anh em ha. Bên đây 24 giờ chạy tới kim giờ anh em nha, rất là quen thuộc ha. À, chiếc này kim không có dạ quang anh em nha, từ lâu không có tại vì nhìn màu trắng. Kim có dạ quang anh em nha. Mỗi bên là 4 mắt ceramic anh em nha. Cái này là zin anh em nha, chứ không phải là dưới này là dây lô đó anh em á, dây zin luôn ạ. Phần ceramic thì không có bị nứt anh em nha. Đá ceramic thì xài nó khó trầy xước anh em á, hơn thép rất nhiều. Nhưng mà nó sẽ tác động quá mạnh thì nó sẽ dễ nứt anh em nha. Thường mấy chiếc đồng hồ mắc tiền thì nó hay làm đá anh em ha. Chiếc này đi tay cỡ 18 anh em nha. À, rất là đẹp, sang anh em á, xịn nữa ha. Chiếc này 800 thôi ạ. Chiếc này size 39 anh em nha. 44 nè, size xem chiếc số 1 800 nha. Chiếc số 3 là chiếc Foley anh em ha. Chiếc này là nó bọc bạc anh em á. Nhìn nó y chang cây bạc đúc vậy nhưng mà chiếc này là bọc bạc nha. Bọc rất là dày luôn ha. Cầm lên khác gì cây bạc này nha. Đều nói chung mùa này thì đều cũng tốt này mà. Tranh gió các kiểu size 26 năm nha. Dành cho mấy chị ha. Kim cọc lá mã chạy mấy nhật. Không khác gì cây bạc luôn em nha. Cái này mà kiểm tra không kỹ là cũng dễ báo bạc đúc. Chiếc này ni tay của nó là 16 hơn 16 năm được anh em nha. À, mấy chị thích cổ cổ mà đều tốt nữa thì mẫu này giá quá tốt này mà. 300 nghìn thôi, hàng thương hiệu anh em nha. À, cái hiệu này giá mới nó rất là cao anh em ha. À, chiếc số 4 này là chiếc Lanui này, nó có trái tim ở giữa này nha. Và hai bên, mỗi bên nó có ba cái cha mà này má. Đá rất là sáng luôn nha. Máy nhật ạ. Đấy còn siêu luôn, rất là mới, dây dài nha. Dây rất là dài luôn. Cực kỳ dễ thương nha mấy chị ha. Hàng bao chạy em thấy bên tốt mà bán 200 nghìn thôi nha. Chiếc này thì nó có hai cái khóa này mình có thể gỡ bằng tay ra được. Nếu mà tay mấy chị nhỏ không còn đem thợ gỡ cắt bớt anh em ha. Rất là tiện luôn nha. Chiếc này 200 thôi ạ. Ok, cảm ơn anh chị em mình nha. Hẹn anh chị em mình cái lô tiếp theo ạ. Em chào cả nhà nha.